Mình chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình ha. Thì hôm nay là tiếp tục là mình quay cho các bạn xem về cái mô hình là trồng bí hồ lô ha, cũng như là sẽ trả lời câu hỏi cho các bạn đã bình luận trong kênh của mình vào những cái thời gian qua ha. Thì bữa giờ thì mình cũng tập trung mình làm về cái chủ đề là hoa Tết cũng như là những cái loại cây trồng mới nữa, nhưng mình không cố gắng là mình dành thời gian để mình trả lời câu hỏi cho các bạn ha. Thì hôm nay là sẽ trả lời câu hỏi cho bạn là Hà Trương. Thì bạn này có hỏi mình là em mới bắt đầu là trồng nên bón lót cái phân gì đó. Bạn này bạn hỏi cái ý kiến của mình về cách bón lót cho bí hồ lô ha. Thì đối với cái bí hồ lô này, các bạn khi mà mình mới bắt đầu mình trồng á, thì mình có thể là mình bón lót cái phân là 20-15 cũng như là cái phân là canxi bo ha, và cái liều lượng của nó là tầm là 73, tức là 7 phần là 20-15 và 3 phần là hàng canxi bo. Các bạn có thể sử dụng thằng canxi 24 giờ cũng vẫn được ha. Canxi 24 giờ nó tốt hơn á, nhưng mà giá nó mắc lắm. Anh em có thể sử dụng thằng canxi bo là được rồi, hoặc là anh em có thể sử dụng cái phân 20-15 không cũng vẫn được, hoặc là anh em sử dụng cái phân là 16-16-8 ha. Và cái cách bón lót á, thì anh em chỉ là bón là hai bên cái mép liếp thôi, còn cái chính giữa là mình sẽ là bỏ cái hạt giống ha. Nếu như mà anh em bón ở cái phần chính giữa khi mà anh em trồng á, thì có thể là cái hạt phân các bạn thì nó sẽ trúng ngay cái hạt giống của mình, nó bị heo cái đầu con nha các bạn ha, nó làm cái cây của mình nó bị chết ha. Tại vì phân á, cái đạm nó cao mà cây con mà nó còn nhỏ các bạn, mà các bạn đi phân trúng nó thì nó sẽ bị chết, nó kiểu như vậy. Nó thì do đó thì anh em chỉ bón là hai bên mép liếp thôi. Thì khi mà cái bí của mình á, thì nó tầm đâu khoảng đâu là 10 ngày tuổi đó, thì anh em có thể là anh em bón định kỳ cho nó. Anh em bón cái phân là 20-15 tiếp tục ha, hoặc là cái phân là 30-10-10 cũng vẫn được, hoặc là 16-16-8 ha. Thì đó là những cái loại phân thông thường để mình rải cho bí ha, cũng như là những cái loại dây bò khác, ví dụ như là mướp, bí đao nè, thì cũng cơ bản là nó giống nhau thôi, nó không có gì khác hết các bạn. Ăn thua là nó mình rải phân sao mà cho nó ăn dai thôi. Thì thông thường á, mình ở đây á, là mình bón theo định kỳ, chứ mình không có đợi tới một cái chu kỳ nào đó. Ví dụ như là anh em tới đợi một cái chu kỳ như là bón lót á, thì anh em mới tập trung anh em bón kiểu như vậy. Ở đây á, thì mình bón theo cái định kỳ, khi mà mình làm clip xong á, thì mình bón lót nè, rồi sau đó thì cứ 10 ngày như vậy đó là mình sẽ bón định kỳ cho nó. Thì mỗi lần bón thì mình sẽ không có bón nhiều nha anh em ha, mình bón mình rải một chút ít thôi. Tại vì á, cái dây bí của mình á, mà nó càng sung á, là nó càng ít trái nha mọi người ha, nó chỉ ra những cái bông đực thôi, nó không ra những cái bông cái. Thì do đó anh em cứ bón từ từ thôi, và đợi khi mà những cái nhánh chèo của mình đó các bạn, mà nó ra trái tầm đâu 1-2 lạng đó, thì mình sẽ bấm tim ngọn cho nó lần thứ hai ha. Đó, cái lần thứ nhất là khi nó đạt là 7-8 lá ha, là mình ngắt đọt, và đợi cái lần thứ hai là nó ra những cái trái và nó tầm khoảng đâu là 1-2 lạng thì mình tiếp tục là mình bấm tiếp, bấm cái tim ngọn, sau đó thì mình sẽ bón phân thúc này nọ đó. Cái bí hồ lô này các bạn thì nó có nhiều cái để mình nói lắm, về cái phần như là xịt sâu nè, xịt bọ trĩ nè, rồi rầy nè, nó sẽ làm thung ngọn cái bí hồ lô của mình. Đối với những anh em nào mà không biết á, đặc biệt là về cái thời vụ nữa, anh em mà trồng vào những cái tháng mưa á, thì anh em phải nắm kỹ thuật cho giữ vô. Anh em mà không có kỹ thuật á, mà trồng vào những cái tháng mưa á, là anh em có thể là bỏ của luôn á, anh em không có lời. Còn trồng vào những cái tháng nắng thì nó sẽ ít bệnh hơn. Ví dụ như là cái bệnh sương mai á, hầu như là nó không có thôi, mình chỉ ngừa cho nó một hai cử thôi. Ví dụ như xịt thằng Cariotop để mình ngừa cái sương mai thôi nó, hoặc là thằng Alias ha. Thằng Alias á, thì nó chuyên về cái trị héo xanh ở trên dây bí hồ lô, nhưng mà nó cũng trị được cái bệnh sương mai ở trên là cái dây bí ha. Nó anh em có thể là vào cái danh sách phát của mình á, thì anh em tìm hiểu ha. Mình cũng quay cũng rất là nhiều cái video về cái chủ đề trồng bí, nhưng mà cơ bản thì nó vòng vòng thì nó chỉ vậy thôi. Thì hiện tại là trên kênh mình thì cũng rất là nhiều bạn đăng ký mới, các bạn cũng không có xem được những cái video cũ của mình, thì mình cũng cố gắng là mình ra những cái video mới mà mình chia sẻ lại cho các bạn, để các bạn có thể là nắm được ha. Cũng như là anh em có câu hỏi thì anh em cứ là bình luận ở bên dưới video của mình thì mình sẽ trả lời cho anh em ha. Cơ bản chỉ vậy thôi. Thì bạn nào mà có câu hỏi nào mà liên quan đến chủ đề trồng bí đó, hoặc là những cái loại cây trồng khác, thì em cứ mạnh dạn em bình luận ở bên dưới video mình đi, thì mình sẽ trả lời cho anh em thôi. Thì nếu như mà câu hỏi nào mà nó dễ quá thì mình sẽ trả lời ngay, còn nếu như mà nó hơi khó một tí
đó thì mình sẽ làm clip á, thì mình chia sẻ cho nó đầy đủ trên cái clip, anh em nghe nó cho nó tiện luôn. Ví dụ như nè, cái phần phân này nè, thì mình cũng phải là chia sẻ, mình làm clip mình chia sẻ cho các bạn. Ví dụ như mình nói là cái phân á, là bón là cái phân là 20-15 với cái phân là hàng canxi bo đi, nhưng mà cái liều lượng á, thì mình lên clip á, mình nói nó kỹ hơn và mình chia sẻ cho các bạn là cái cách bón là hai bên cái mép clip không. Còn nếu như mà các bạn không biết mà các bạn cứ rải xả nó đi vô, là mốt bạn trồng nó lên cái hạt giống của mình lên nó đụng cái phân các bạn là nó chết liền. Cái cây nào mà nó không chết á là nó phát triển tốt, mà nó ấy là nó bị hao hụt cái hạt giống của mình, thành ra mình bị mất cái năng suất. Tại vì á, cái hạt giống này nó cũng đâu phải rẻ đâu anh em, một gói 100 hạt của nó là tầm đâu khoảng đâu là ba mấy ngàn, khoảng ba mấy ngàn nha anh em ha. Thì một công như vậy là khoảng đâu là 600 giây, từ 560 giây cho đến là 650 giây. Cái này là ăn thua vào cái cách mà mình đi cái khoảng cách thôi, nhưng mà thông thường là tầm đâu khoảng 600 giây ha, tầm đâu khoảng 600 giây để cho anh em có thể trồng ha. Và anh em trồng với kích thước là khoảng đâu là từ 5 cho đến 6 tấc ha. Và lượng chèo là lấy là từ 3 cho đến 4 chèo, tùy vào cái cây sung hay nó không sung thôi. Thì thông thường nếu như là cây sung mà anh em có đất rộng thoáng thì anh em có thể là lấy 4 chèo, và mỗi chèo như vậy là anh em có thể là lấy một trái ha. Và thậm chí là anh em có thể lấy được là từ 5 cho đến 6 trái luôn, đối với là cây nó sung và nó chịu ra cái nụ cái ha. Trồng cái này thì cũng cơ bản ngon anh em, tại vì mình vừa hái được cái bông đực nè, rồi anh em vừa ngắt đọt bán nè, rồi anh em vừa thu hoạch trái nữa. Trái thì nó tùy vào giai đoạn nó giá rất là cao, ví dụ như là nó tầm khoảng đâu là 6-7 ngàn cho đến mười mấy ngàn luôn á. Như là hiện tại thì cái giá nó rất là ổn nha anh em ha, nó tầm khoảng đâu là 8 ngàn mấy á, là đối với cái bí loại nhất nha. Còn những cái loại bí mà loại dạng á, thì nó cũng tầm 3 ngàn đến 3 ngàn mấy. Nói chung là anh em có thể là bán những cái bí dạng á, anh em có thể là anh em liên hệ những cái người bán chợ á, anh em bán cũng vẫn được, cái giá nó ổn hơn. Còn nếu như là anh em bán lái thì nó chỉ thông thường là nó chỉ lấy cái bí loại nhất thôi, cái bí loại nhất thì giá nó ổn lắm. Với lại khi mà anh em trồng bí này á, anh em cần liên hệ với mấy thằng thương lái đặng coi nó chịu lấy cái bí trái bự hay là cái bí trái nhỏ. Nhiều lúc mà mình trồng cái trái bí mà nó bự quá, mấy thằng lái nó chê, nó ép giá, nó ngộ vậy đó. Bí càng bự nó chê, nó chịu bí tầm khoảng đâu là từ 8 lạng cho đến 1 kg thôi, thông thường là vậy đó anh em. Anh em có thể là lấy từ 4 trái cho đến 5 trái là giữ nha, thì bí nó sẽ ra mình khoảng đâu là từ chặng đó. Còn nếu như mà anh em lấy 3 trái trên một dây bí, anh em mà trồng, anh em lấy 3 chèo đi, anh em để là 3 trái ở trên một dây bí thì trái bí của mình là nó ăn tầm là từ 1 kg mấy trở lên không là chặng đó, tại vì nó đủ phân đủ nước các bạn, thì bí của mình nó sẽ rất là ok. Nó ngoài ra thì bí này anh em là trồng bí anh em hạn chế để phòng tránh cái bệnh bọ trĩ ha. Anh em có thể sử dụng thằng Asen nè để anh em xịt cho nó ha, hoặc là thằng Astra này nọ đó chung, hoặc là sử dụng ram nó hay lắm anh em. Anh em xịt trong vòng tiếng còn họ lại chết à, nó trị luôn thằng rầy, nó trị luôn cả thằng bọ trĩ nha, bọ dưa này nọ, nó chết láng hết. Ở trên của cái gói thuốc đó là nó có ghi là lưu dẫn anh em, nhưng mà thật chất thì nó không có lưu dẫn đâu, tại vì nó chết ngay mà, nó ghi như vậy thôi. Đó. Thì ở đây thì mình quay cái mô hình demo cho anh em xem thôi. Trước đó mình cũng đã quay rồi, hiện tại thì mình cũng đã xong một cái vụ bí ở cái vườn bưởi của mình rồi. Ở đây mình trồng cũng nhiều. Bây giờ mình đang kết hợp mình trồng cà pháo lại. Nhưng mà những câu hỏi của các bạn bình luận thì mình cũng sẽ tìm cách để mình trả lời cho các bạn thôi. Đó. Thì video quay tới đây thôi nha các bạn ha. Bạn nào thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình để mình có động lực để mình chia sẻ tiếp, chứ mà mình thấy các bạn ít xem cái mình cũng nản nản rồi, thì mình xin được mến chào nha.